Huy đang đứng ở cổng đi vào vườn hoa Nhật Bản và mình đang xếp hàng để mà mua vé đi vào. Ở phía trước á, người ta có để một cái bảng giá vé để cho mình biết nè. Đó, người lớn thì 6 euro, còn dưới 12 tuổi thì miễn phí. Còn ở đằng này thì có một cái máy bán vé tự động, nhưng mà hôm nay nó bị hư rồi, cho nên mình không có mua được mà phải tới quầy để mà mua. Rồi, hiện tại thì Mai Khôi đang có mặt ở vườn hoa Nhật Bản ở Bỉ nha. Bây giờ mình sẽ đi tham quan một vòng ha. Vườn Nhật Bản này là một khu vườn mang đậm phong cách Nhật lớn nhất châu Âu với diện tích là 2,5 ha, nằm ở thành phố Aachen ở Vương quốc Bỉ. Ở trong này người ta để những cái bảng chỉ đường để giúp cho khách du lịch có thể dễ dàng tiến lên, mà ngay cả cái bảng chỉ đường cũng mang phong cách của Nhật luôn. Đi tới đây thì mình thấy có một hồ nước trong xanh với từng đàn cá koi đang bơi lội phía dưới nè. Bên trên thì có những chiếc cầu được xếp zích zắc với nhau. Bây giờ mấy Khôi sẽ đi vào bên trong ha. Mình đi tới ngắm cá. Cá nó ngắm lại mình rồi không hiểu sao nó ngoảnh mặt, nó bơi thẳng một mạch ra ngoài xa luôn. Cho gì kỳ vậy cá. Xa xa có một cái thác nước nè, rồi có những tảng đá phía dưới để cho mình vượt qua, gọi là vượt qua chính mình đó. Vườn Nhật Bản này được hình thành vào năm 1992 và được mô phỏng theo những khu vườn của Nhật Bản vào thế kỷ thứ 17. Đây là kết quả của sự hợp tác, hay còn gọi là một mối tình thâm giao giữa hai thành phố Itami ở Nhật Bản và Aachen ở Bỉ. Đây là kết quả của sự hợp tác giữa thành phố Itami ở Nhật Bản và Aachen ở Bỉ. Thì vào năm 1991, thành phố Aachen đã tặng cho thành phố Itami một tòa tháp. Và sau đó thì thành phố Itami đã qua Bỉ giúp đỡ thành phố Aachen tạo dựng một cái vườn Nhật Bản đẹp như thế này. Và khu vườn này cũng được xem là một biểu tượng của tình bạn giữa hai thành phố Itami và Aachen. Ở đây là nơi mà thu hút và giữ chân khách tham quan lâu nhất, đó là vườn hoa anh đào. Một vườn hoa đang nở rực rỡ giữa bầu trời trong xanh. Nơi đây thì khách du lịch thường đến vào mỗi mùa xuân và mùa thu. Mùa xuân là thời điểm mà những cánh hoa anh đào nở rộ đua nhau khoe sắc. Còn mùa thu thì những chiếc lá thay màu cũng không kém phần rực rỡ.
Đi tham quan trong khu vườn thì thỉnh thoảng các bạn sẽ nghe được những tiếng chuông vang lên, bon, bon, thì nó xuất phát từ đây. Đó, người ta để một cái chuông như thế này nè và khách du lịch có thể trải nghiệm đánh chuông. Wow, một cái hoa đẹp rực rỡ luôn nè. Cỡ nhìn nó giống như là một bó hoa khổng lồ ở trước mặt mình vậy đó. Với vẻ đẹp lãng mạn như thế này mà không chụp hình sống ảo thì quá tiếc. Còn đây là bản sao của một ngôi đền Jinja dành riêng cho thần tự nhiên nằm trong một khu vườn ở Hiroshima. Thì khi vào đây các bạn ước một điều ước rồi viết vào trong cái tấm bảng gỗ rồi treo lên để điều ước đó thành hiện thực. Đây là một điều ước này các bạn, đó của bạn nào mình không biết, mình mượn đỡ lên video nha. Mình tưởng phía sau có phiên dịch ra tiếng Việt mà lật lại thì không thấy. Người ta tới đây thì ngạt thở trước vẻ đẹp của những bông hoa, còn tôi thì bị ngạt mũi sau khi chụp hình sống ảo, bị đặt hít hoa đồ, bị dị ứng. Bây giờ mình đi vào bên trong nhà nghi lễ, cái nhà mà mình thấy từ xa là hồi nãy đó. Thì nơi đây là nó giống như một quán trà điển hình của thế kỷ thứ 17. Mình thì không được đi vào bên trong từng phòng, các bạn chỉ được đứng lấp ló từ xa nhìn vào thôi. Và ngôi nhà này thì được xây dựng bằng vật liệu tự nhiên như là đá tự nhiên, nè, gỗ, tre, đất sét, giấy. Và ngôi nhà nó có ý nghĩa là thiên đường bình an cho du khách. Còn đây là con đường uốn khúc quanh co dẫn đến một quán trà. Thông thả đi bộ trong khu vườn này thì mình có cảm giác như là đang ở đất nước Nhật Bản xinh đẹp vậy đó. Ở đây thì có những hàng cây xanh rì, bên cạnh những con suối có nước chảy róc rách, những bông hoa rực rỡ cả bầu trời, tạo nên một cảm giác rất là bình yên và thanh thản. Vậy là mình đã đi xong vườn hoa Nhật rồi đó các bạn. Bây giờ nhà Mai Khôi sẽ đi ra chỗ đậu xe để lấy xe. Rồi mình sẽ đi qua một cái chỗ khác nữa nếu có thời gian. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Mai Khôi. Thì hiện tại mình đang đi tới đây là một cái vùng gọi là vùng nông thôn, vùng quê ở Bỉ thôi. Vùng này thì nó thuộc về vùng của nói tiếng Hà Lan. Ở đây nó có một cái đặc biệt lắm, mình sẽ tới mình quay cho các bạn xem. Rồi bây giờ mời các bạn theo chân Mai Khôi nha. Đi qua đường. Mệt quá. Ở vùng này thì đường nó hơi dốc. Đường lên dốc đá. Nãy mình đi á, mình thấy trên đường á, ta trồng mấy cái hoa này nhiều nè, màu trắng trắng này nhiều nè, mà không biết là hoa gì. Hoa nha. Hoa gì đây? Lấy nén nè. Đó, ta trồng nguyên vườn vậy luôn á. Phải nguyên vườn, nguyên ruộng luôn.
xuống dưới này luôn. Xuống dưới đó cũng trồng luôn nè, chắc cây seri á. Đây là gì vậy? Dấu chỉ đường mà giống chơi mật thư. Chơi mật thư chỉ đường. À, nhà thờ đằng xa xa. Và đây là nơi mà Mai Khôi muốn chia sẻ đến cho các bạn một công trình rất là đặc biệt với tên gọi là ngôi nhà thờ trong suốt, hay là nhà thờ gió, nhà thờ bằng sắt. Đây là cái cửa đi vào. Này bằng sắt. Có cái cửa đây nè. Nhà thờ được thiết kế bởi hai kiến trúc sư người Bỉ và được khánh thành vào năm 2011. Với hơn 100 tấm sắt nặng khoảng 30 tấn được xếp chồng so le lên nhau với những khoảng cách bằng nhau đã tạo nên sự độc đáo cho công trình kiến trúc này. Nhà thờ này chỉ là một tác phẩm nghệ thuật để cho khách du lịch tới tham quan chứ không có tổ chức các nghi thức về tôn giáo. Gió nó thổi này, nó có mấy cái lỗ cho nên gió. Này phía sau Mai Khôi nè, phía sau Mai Khôi là cái ruộng đồng ruộng này kia nên nó xanh. Gió quá gió luôn, đứng xong bị trúng gió không biết nha. Gió đủ hướng luôn. Rồi nãy là đây là có cái cửa nè, cái cửa đi vào nè. Giờ mình đi ra là nó cũng có hai cái cửa đi ra nè. Công trình này cao 10 mét, được bao bọc xung quanh là cánh đồng xanh mướt, rất là hữu tình. Nhìn thì thấy nó rất là đơn giản, chỉ bằng những tấm sắt xếp chồng lên nhau. Nhưng khi các bạn đứng ngắm ở bên ngoài với những góc nhìn khác nhau thì các bạn sẽ thấy nó có những cái nét đẹp rất là độc đáo. Đây, cái nhà thờ phía sau lưng Mai Khôi nè. Đó. Bây giờ mình chụp hình quay phim xong rồi, bây giờ đi về. Đi bộ là chỗ bó xe. Là sẽ đi băng qua cái ruộng hồi nãy đó. Rồi bây giờ thì Mai Khôi sẽ được kết thúc video ngày hôm nay tại đây nha. Hy vọng là các bạn sẽ thích video này. Nếu mà các bạn có góp ý hay là muốn Mai Khôi quay những cái vấn đề gì đó thì có thể để lại bình luận chia sẻ cho Mai Khôi cùng biết ha. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo ở Biên Tố.